chào mọi người, mình là Thánh Rau Sạch. Đây là cái vườn mới của mình. Nào mọi người cùng tham quan cái vườn mới của mình. Ở đây chỉ là một góc sân nhỏ ở nhà thôi. Diện tích rất là nhỏ hẹp. Ở đây thì có 13 chậu, hệ thống là chậu kệ và hệ thống tưới tự động. Và đây chia được hai phần, ba phần chứ. Có một phần là ở trên thì rau ăn lá, bao gồm các cải, rau muống và tàn ô, và về dây leo với hai loại là khổ qua và bí đao. Với vàng ở dưới này thiếu nắng nên mình ưu tiên dành cho những cây rau mùi như là quế, diếp cá, ngò gai, tàn ô. Và cây này khá mới lạ, đó là cây cải son Nhật. Và trong đó cũng là rau mới, là rau rừng.